Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem về gió của cơn bão số 9 trước khi vào đất liền. Đó, mọi người nhìn thấy phía sau mình này, gió rất là lớn và nó có thể làm bay tóc mình rất là mạnh. Đó, mọi người nhìn thấy nha, mình mới quay sơ thôi đó, mà gió đã lên tới đây rồi. Theo thông tin của dự báo khí tượng thì đây là cơn bão mạnh cấp 17 và nó đổ vào đất liền, sức tàn phá nó rất là lớn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem để mọi người nhìn thấy rõ hơn. Có mọi người nhìn thấy tóc mình đã bay rồi. Đây là cái khung cảnh ở nhà mình. Mọi người nhìn thấy làn gió nó rất là mạnh. Lúc này thì người ta nói là cơn bão trước khi đổ vào bờ thì còn cách đất liền là khoảng ở Đà Nẵng thì còn là 330 cây nữa, và là còn khoảng là 330 cây nữa là sẽ đổ vào đất liền. Có người thấy không, gió nó lớn lần rồi, có người nhìn thấy không, nó từng cơn rất là mạnh. Rồi, và khi mình quay thì mình sẽ ở trong nhà thôi mọi người. Vì cái này lúc này là gió rất là mạnh, cho nên là đứng ở ngồi quay ra ngồi ở trong nhà quay ra ngồi. Đây, mọi người thấy giờ nó ghê gớm giờ. Rất là khủng khiếp. Gió ở đây thì nó không có liên hồi, nhưng mà một lúc đó thì nó sẽ rất là mạnh, từng cơn rất là mạnh. Và có một mưa nữa. Đây là lúc mà mình quay thì khoảng là 9 giờ sáng ngày hôm nay. Mọi người nhìn thấy không, một cơn bão kia màu nó sắp vào bờ thì bình thường mình thấy thì nó trời nó rất là âm u, nhưng mà cơn bão này nó vào bờ thì trời rất là sáng, rất là nó xóa luôn vậy. Rất là đây là một cơn bão, tại vì nó là rất là nguy hiểm. Đây, mọi người nhìn thấy gió là tiếp tục. Theo dự báo của cái dự báo thời tiết thì cơn bão này nó sẽ vào bờ là lúc 12 giờ trưa, nên thì đây là lúc 10 giờ thì gió nó bắt đầu nó nổi lên rồi, rất là mạnh. Ở mình thì đến thời điểm bây giờ thì không có ai ra ngoài được nữa, mọi người đã vào hết nhà rồi. Từng cơn nó rất là mạnh, có người nhìn thấy chưa, rất là ghê gớm. Con này cái ngọc ca mình cũng còn đang nhắn rồi nè. Vì ở nhà mình cây gió rất là nhiều, cho nên là khi mà gió vào thì nó tác động rất là Rồi, mạnh. cái màn gã rồi. Có người nhìn thấy chưa? Vì Đà Nẵng mình chỉ Cái là màn gã đúng rồi. không phải là tâm của nó thôi, nhưng mà gió đứng như thế này rồi, nếu mà trọng tâm của nó mà vào thì nó sẽ gấp 10 lần như vậy. Vì đây là cơn bão mạnh là cấp 17, người ta gặp nhiều, rất là mạnh. Đây, một diễn biến
điểm khác mình sẽ quay cho mình ở trên cao hơn một chút. Mình thấy cái cối nó sau một tiếng đồng hồ là nó đã gần như là trơ trọi và nghiêng ngã rồi, và đã có cây đã đổ rồi. Những cơn bão mà khi mà mạnh vào bờ sắp vào bờ thì người Việt Trung rất là lo lắng, đặc biệt là về hậu cần sống nhà cửa cần phải là đảm bảo. Ủa mọi người nhìn thấy chưa, đây là mình quay cho mọi người xem trước khi cơn bão vào thôi. Đó, mình thấy gió rất là mạnh. Và sau đây là những cái hình ảnh mà mình đã chuẩn bị để mà chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ngày 27, đó mọi người nhìn thấy mình đã chằng chống nhà cửa ở đây rồi. Và ở tiếp tập tiếp theo mình sẽ quay cho mọi người xem cái những cái hậu quả mà bão số 9 đã gây ra. Và video của mình đến đây là xin kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mình sẽ quay những cái hậu quả mà cơn bão số 9 này đã gây ra ở miền Trung cho tất cả mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.